Gầm 19K thưởng thức ngay một tô mì cây đúng điệu. Hello mọi người, là Bảo đây. Nếu mọi người đang tìm kiếm một không gian thoáng đãng rộng rãi nơi hội tụ tinh hoa nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau trên thế giới, thì Bảo recommend cho mọi người một quán này có tên là Yagami. Không gian quán được đề co bằng những chiếc bàn gỗ và tấm chủ đạo màu đỏ tạo cảm giác rất âm cung. Về menu món, ngoài món mì cây chính thống ra thì ở đây còn phục vụ các món lẩu đa dạng, bún Thái, cháo ớt Singapore vân vân mà may. Thôi Bảo đi, ở đây đang có khuyến mại đến hết ngày 16 tháng 5. 100 vị khách đầu tiên mỗi ngày sẽ được mua một phần mì cây với giá là 19.000. Đứa nào cũng đói mà bày đặt nhường thì tao ăn à. Một phần đầy đặn khá là chất lượng, nước súp thì có vị chua cay đậm đà, bên trong thì rất là nhiều loại topping ăn kèm. Cùng với mì cây thì có chén nước chấm, chấm cùng với lại các loại topping ăn hơi bị ngon nha. Ăn sương sương một phần mì cây vậy thôi, chứ cả đám tụi tôi bữa chính hôm nay đó chính là phần lẩu khổng lồ này nè. Một phần như hình có giá là 299.000, 4 người ăn quá là chất lượng. Bên trong nào là các loại hải sản, tôm, mực, bạch tuộc, cá hồi, bla 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 bla. Và khi đi nhóm từ 3 người gọi một phần lẩu thì sẽ được tặng một cái phần bò rất là ngon. Thịt bò tươi mà nhúng vào lẩu thì chỉ có ngon số giáp thôi. Cùng với lẩu thì có hai chén nước chấm này không biết tên gì nữa nhưng mà ăn ngon lắm. Cái khay lẩu lúc đầu nhân viên bán ra tôi hú hồn con chồn luôn mọi người. Vì nước lẩu chua chua cay cay và ngọt thanh từ rau củ. Cái món này mà đi nhóm bạn từ 3 tới 4 người ăn hơi bị hợp lý luôn. Quán nằm tại 103 Dân Chủ Thủ Đức nha. Ăn no tính đi về rồi mà thấy mấy con gấu bông người ta chưng dễ thương quá à. Không may thấy rồi mang về luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.